In me power. Rớt kim cương một luôn. Tụi này nó bao vây tôi nè, mấy ông thấy không? Đó, hai thằng vừa mời tôi là hai thằng đang đợi săn tôi đó, đéo phải dạng vừa đâu. Thằng này nữa à? Thằng này thằng nào? Ô, thằng này mời tiếp đi. À, đây nữa à, thằng này nữa nè, thằng này đánh sao cô hơi bị chiến. Thằng này đánh sao cô chiến lắm. Đông vãi đái. Đông vậy, mời đông vậy, mẹ mời, mời ít thôi. Hiếu gì ít bé, bé gian. Tình hay đó. À, để vô coi nói gì. Sao? Tụi nó đợi, tụi nó đợi tìm trận, tụi nó tìm trận chung mà, tụi nó đâu đánh. Phát biểu đi em. Mời ít thôi, mời gì mời nhiều vậy? Mời làm cái gì? Ojiki kìa. Tụi bay đang ngồi chờ săn tao đó hả? Đây là anh em nhìn thấy những cái tên nãy giờ không? Anh em ghi nhớ vào trong đầu giùm mết. Sau này anh em đừng có gọi nó bằng cái tên. Cái này mết sẽ cho anh em một cái chữ mà anh em gọi tất cả những thằng đó. Bài tướng. Đúng hai chữ. Tất cả những thằng vừa mời mết đó. Sau này anh em gọi nó đúng cái tên đó. Ví dụ như bây giờ cái nguyên một cái bàn đang ngồi đúng không? Có 10 thằng đó ngồi. Anh em đi vào anh em ơ, mấy lần bài tướng. Chào một cái là dính 10 thằng luôn, không có chạy đâu được hết. Xin địa chỉ mấy thằng đó mốt làm đám cưới gửi thiệp mời làm hẳn cái bàn đặt tên bại tướng Kim Cương. Từ từ để tôi check coi thằng Tào Tháo chôn râu trắng này là thằng nào vậy? Thằng này thằng nào vậy ta? Ủa hôm nay mấy thằng cũ đâu hết rồi, hôm nay ba chấm đồ đâu hết rồi. Ủa ba chấm yếu quá, thứ bảy chủ nhật mà ba chấm đi ngủ, đi chơi rồi. À, thằng ba chấm nó có ghệ rồi. Thứ bảy chủ nhật nó phải chở ghệ đi chơi. Đúng rồi, quên. Có cách nào giúp em với người yêu bớt gần gũi không anh Mớt? Chứ ngày nào cũng đi ăn đi chơi ôm hôn nắm tay em cảm thấy rất mệt. Làm em nhớ về những ngày FA quá. Ơ kìa, sao thế? Em sao thế Thiên? Ơ kìa. Thiên sao thế nhờ? Mà ước mơ của bao nhiêu anh em trong kênh chat mà mày đồ này đau lòng thế. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Em tình nguyện vì anh nè mà a cứ khi em anh khỉ em gì đủ em vô chung tim anh em phá không mà em tình nguyện gì em bên tim kia em đánh anh như con chó vậy đó, em vô tim anh em khác gì con chó đâu, em ngồi em phá tình nguyện cái gì. Tôi bị kẹt Uniki hay cái gì mà tôi cái pha đó bị kẹt Uniki hả ta? Sao tôi lát hoài mà tôi lát đéo được ta? Ê, tao đánh trước cho nè. Ôi nè, đánh trước rồi kìa. Lụm. Gần đây có một vài anh em ở bên hay coi stream của Sina á, kiểu như Sina nó chơi tiếp ti sòng á. Đây, anh em inbox kêu là anh ơi, mấy lúc Sina nó không mở sòng, anh mở sòng chơi cho vui. Mẹ tao vô sòng Sina tao chơi tao toàn thua không, tao bay rủ tao mở sòng chơi, tao bay đốt tiền tao à. Tao không cờ bạc nữa, tao đâu có ngu. Tao vừa không cờ bạc mà tao vừa không ngu nữa. Đúng rồi. Dễ vậy. Báo đồng đội luôn rồi. Má pha dễ vậy, pha mất tập trung quá. Chạy quăng mất cái lồng đèn. Hay. Hay. Má con hết tiêu tôi đánh chiến vậy. Mày lên đây, móc vô cái đầu đó. Chết mất tiêu luôn. Đánh quỳ thôi. Ừ.
30 cái quầy lính à, 20 lính của tôi. Đi ăn golem rồi, mình kiên nhẫn tí là mình phải câu cá này, mình phải kiên nhẫn. Lồn này ngu vậy, mày chết với nó biết mẹ rồi. Không, nó không đá, kể cả nó đá không đéo ai đi chát như vậy, đéo ai đi chát như vậy. Chát gì chứ, tiện đang đứng cam cái chát là đá máu là con chó. Gì vậy? Ồ, sẽ chết ủ vậy. Tao lại khen anh mất tỉnh em, anh mất tỉnh là chuyện bình thường mà em chứ đâu khen. Trời ơi, anh mất còn tỉnh nhiều pha như vậy nữa. Từ giờ cho đến sau này em à, anh có thể già nhưng anh không thể gà. Mấy thằng này làm sao mà nó hiểu được mấy cái này. Tại vì hồi xưa lúc mà anh cót cái liên minh này á, game này anh cót mà, game này đợt anh có cót chung Riot. Ở đợt lúc mà anh dùng cái gọi là cái phép tính bình phương cho cái bụi này á, là anh tính ra được là à, cái bụi này là lập ra để người ta đứng cam này nọ đồ. Mấy cái này anh cót ra hết. Anh có thể là nha. Em chỉ non thôi. Anh em cho mất hỏi là ví dụ như thằng cay đi, nó đâm mất bao lâu thì nó sẽ bị trời đánh vậy? Này mất đang chờ ngày đó mà không biết sao chưa thấy. Còn Leona trước khi nó chết để lại con mắt thế này, độ người ta lại nói nó diễn viên. Nắn được thì buồn được. Xây một thân ta quá lâu. Rồi chết luôn. Ủa sao tôi có hỗ trợ ta? À trước đó tôi quỳ nó một cái đúng không? Mày đánh ai hả? Mày đánh ai? Phải cà liền một cây xa nó mạnh. Trời ơi thế móc gì vậy? Trời ơi. Ừ giết được cây xa là ngon. Lucian đến. Băng 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 băng. Ok ok, không tệ không tệ. Anh Mers ở giữa tình bạn và tình yêu có phải là tình chi kỳ không anh? Ôi ôi, bảy núi mà dễ nhai rồi, mà bao nhiêu thằng nhai rồi, tới lượt tụi bay đó. Tôi nhớ cái thời mà tôi đi gọi là, nó gọi là đi cái gì ta? Kiểu như mình đi mình thăm mấy cái trường đó anh em. Ây da, con cây xa nó mạnh quá. Ở đó tôi đi hình như là cái trường tiểu học á. Ông thầy giáo đứng trên bảng hỏi mấy đứa học sinh, trong những thứ sau đây, thứ nào là thứ khó ăn nhất? Mấy đứa tự nhiên nó quay qua nó chỉ tôi. Trời ơi, mấy thằng này đủ nó nghĩ mình dễ ăn lắm. Tự nhiên giờ cây xa 17 xét rồi sao đánh trời. Má coi gì chứ nó gánh được á. Một thằng mà nhiều mạng quá nó gánh được. Trường Sena ra thôi. Còn lại thằng nào mà 17 mạng thì nó cũng gánh được cái team của nó hết trơn á. Làm cái lồn gì trời. Cái gì vậy bay? Thằng thì đánh Maron, thằng đi ra ngoài. Ơi ơi, lên nỏ tự thủ được kìa. Ừ. Anh Cường khinh thầy Sena của bọn em à, gánh được cả 1.3 tỷ cơ mà. Chúng anh chưa đi ngủ hả em? Nè, dũng cái lính này đi. Này, đừng có Baron. Má bên kia đồng 4 đó nha. Lát xuống. Bot, mít hết lính rồi. Lát xuống chúng tôi nè. Bot nè.
trời ơi, ông vẫy mấy con đam. Ồ, trâu vậy. Quýnh vô nó giống như quýnh vô đá vậy anh em. Thôi đi về. Tôi em hãy đi về vĩnh biệt người từ đây. Còn nhớ nhung làm chi, còn vẫn hơn lòng gì. Chết rồi, em đánh kiểu này thì đổ em ở lò đào tạo Bobby. Kiểu này là tương lai của Bobby, Seaboard chết rồi. Lucian đó đấy không, đánh mà bị thằng Leona nó chửi dốt luôn. Bị nó chửi dốt luôn. Mày đang đánh với ai? Mày đang đánh với lại Cường phải lúi, mày hiểu không? Điều. Ủa gì vậy? Trời ơi, ông nội này ông full cái máu mà đụ với cái lồn gì vậy? Talia. Có nó kìa. Sợ thật. Đồng đội đánh lộn, cắm đầu anh chạy. Full cái máu. Có xong giờ phía chân này nè. Có lát không? Không có, chết rồi chứ còn gì nữa. Đó, đụ. Em hiểu. Thôi. Tao AFK. Tao cho tụi mày giết nè. Không đánh nữa. Tâm lý. Thôi đánh đi, tao AFK luôn. Nó là điển hình của một đứa trẻ trâu chính. Đéo có đẩy lính được, đẩy lính thì nó lui về nó đép thôi. Nè đó. Trời ơi mày nghĩ mẹ mày đi. Trời ơi. Đâu mày làm vô mày kiếm cái gì vậy? Cái gì vậy ông nội chạy mà. Tao bán cái mạng già tao cũng phải cản được tụi bay. Nhà là quên. Nhà là quên. Đánh nhà cho anh. Nó đem mà gọi thích rồi. Tụi nó đem mà gọi thích rồi. Đánh nhà cho anh. Nhà là quên. Lộng tèn. Lộng tèn. Lộng tèn. Không có nói nhiều. Có đúng là tại vì cái pha quy con Lilia không hết đâu. Có đúng không? Mất thề là mất thề. Bán cái mạng già cho mấy thằng đồng đội không hết mà. Lồn đi khớt kim cương 1 luôn. Thằng nhỏ vừa lên nè à. Đủ với thằng nhỏ vừa đánh chuỗi cao thủ là 2 tháng 3 thua 3 tháng 2 thua. Nhỏ lên mừng chết mẹ luôn vậy đó. Thua luôn. Gớt kim cương 1 luôn.